chào anu ah, no. anh có thích ăn mặn không quan trọng là đừng lạm dụng nó nha ờ à, lại nữa anh cứ làm như kiểu mặc dù không sao đâu để xem số muối đó có đáng hay không nha nhìn mọi người thái độ thế nào kìa chà hầu như ai cũng vậy anh đã chọc giận giới thượng lưu trong xã hội rồi đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ bị như vậy chà Muối trên trái đất lại có thể nhốt ai đó vào nhà kho Trong cả một đời Anh tiêu thụ 499 kg muối Ngang trọng lượng của một con gấu xám Định mức là một thìa muối mỗi ngày Tương đương với 6 gói chip Một hộp bắp trang lớn Hay 128 lon soda Nhấn like nếu bạn không biết soda có chứa muối nha Anu, anh đang ở trong kho muối đó Thật là trớ trêu ở đây anh có muối ăn Muối biển Muối đen Hawaii Và có cả loại muối đắt nhất thế giới Amethyst Bamboo 9X 100 đô la chỉ mua được 240 gram thôi đó Đừng ăn nó, Annie Nếu không anh sẽ phải trả cái giá đắt lắm đó Từ lương xuất phát từ tiếng La Mã Có nghĩa là muối Cho đến thế kỷ thứ năm Sau công nguyên Ở La Mã cổ đại Binh lính được trả khoảng 6,3 kg muối mỗi tháng Tiền và quần áo không được cung cấp Vì vậy, binh lính phải tự mình mua sắm những thứ này Alo, à, no, lẽ ra anh không nên ăn nhiều muối như vậy Anh sẽ bị sưng tấy ở đầu và tứ chi đó Cũng như buồn nôn, chóng mặt và suy nhược Anh sẽ muốn đi tiểu 15 lần một ngày Chắc anh không bao giờ muốn mua muối nữa đâu ha Năm 1930 ở Ấn Độ, người Anh đưa ra thuế muối Đoàn người biểu tình dẫn đầu bởi Gandhi Bắt đầu cuộc hành trình dài 920 dặm tới biển Ả Rập Để làm bay hơi muối khỏi biển 90.000 người đã bị bắt Và các cuộc bạo loạn về muối nổ ra trên khắp đất nước Ô, Annie, anh được cứu rồi à À không, họ chỉ vận chuyển lô muối mới vào kho thôi Bye bye nhé, Arno